Uống Rượu Ông Tổ, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin. Vâng, xin chào quý vị các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô của Vũ Duy Auto. Và hôm nay Vũ Duy Auto lại tiếp tục giới thiệu quý vị và các bạn một mẫu xe mới nhập về cửa hàng, đó là mẫu Kia Carrera sản xuất năm 2010, phiên bản máy xăng số sàn và máy 1.6 sản xuất tại Việt Nam. Một mẫu xe màu xanh nước biển rất là đẹp, rất là bắt mắt và giá thì cực kỳ ưu đãi, đó là chỉ có 258 triệu đồng thôi. Vâng, 258 triệu đồng một mẫu Kia Carrera sản xuất năm 2010, phiên bản máy xăng số sàn 1.6. Vâng, ngoại quan bên ngoài rất là đẹp, đèn thì đã được nâng lên đèn bi xe lông rất là sáng bóng, ngoại quan rất là bắt mắt, đèn gầm thì cũng được độ chế rất là nhiều. Và trên chiếc xe này thì biển là 43A23215. Vâng, 43A23215. Vành chiếc xe này là vành đúc 10 chấu. Phanh ABS kết hợp trên 4 bánh và lốp thì vẫn còn rất là mới. Vô lốp thì cực kỳ đẹp. Vâng. Chiếc xe được thiết kế phong cách rất thể thao, gương kính cụp chỉnh điện và gương thì là rất là to, khả năng quan sát rất là dễ dàng. Và một chiếc xe Kia Carrera sản xuất năm 2010. Ngoại quan thì tuyệt vời. Đấy, mọi người có thể nhìn ạ. Rất là đẹp luôn. Màu xanh nước biển quý vị nhá. Đã gắn sẵn camera lùi rồi ạ. Cực kỳ đẹp. Lốp, 4 lốp vẫn còn rất là mới luôn. Vâng. Ngoại quan tuyệt vời, gương kính cực kỳ to. Và bây giờ tôi sẽ đi chi tiết về chiếc xe này. Cánh cửa của chiếc xe thì rất là chắc chắn và rất là khít khít luôn ạ. Dạ vâng, rất khít. Phần cao su thì rất là đẹp, cao su vẫn còn rất là mới luôn. Và cao su của chiếc xe thì cực kỳ mới. Và phần keo chỉ thì vẫn còn nguyên zin, rất là đẹp. Và ốc ác thì ok luôn. Tapi cánh cửa thì cũng đã theo thời gian rồi. Nút ấn đây, mọi người có thể nhìn. Đây, các cái phím bấm này rất là ok luôn nhá. Và phần tapi vẫn còn rất là mới. Xe thì không taxi, không dịch vụ và không đâm đụng luôn ạ. Còn đây là phần ngoại quan ở phía bên trong khoang lái, cực kỳ đẹp luôn. Và cánh cửa đằng sau cũng thế, cái phần cao su thì vẫn còn rất là đẹp, rất là mới. Và phần keo chỉ thì tuyệt vời, keo chỉ cũng đẹp luôn. Và chiếc xe này ốc ác thì vẫn ok luôn nhé quý vị nhé. Đấy, mọi người có thể nhìn. Phần nội thất ghế da thì đã ghế đen nguyên bản, trần nỉ được bọc ni lông rồi, cực kỳ đẹp luôn. Và đấy quý vị các bạn có thể nhìn, rất là đẹp, ngoại quan tuyệt vời luôn ạ. Vâng, đây là nội thất phía đằng sau của chiếc xe. Khoang cái cánh cửa đằng sau thì phần cao su cũng rất là nguyên zin. Và các cái ốc thì nó cũng đã theo thời gian rồi, từ 2010. Đây, mọi người có thể nhìn, ngoại quan rất là ok. Vâng. Răng cao su rất là đều, khả năng chống nước rất là cao luôn ạ. Vâng. Còn các cái phần đèn này thì ốc áp vẫn còn rất là đẹp luôn, rất là đều. Phần nắp cánh cửa đằng sau cũng thế, phần keo chỉ thì cũng rất là đẹp. Rất là ok luôn. Và ốc áo thì đẹp luôn ạ. Phần cánh cửa đằng trước cũng thế, đây tôi vừa mở ra thôi. Cánh cửa rất là khít luôn nhá, rất là ok luôn. Vâng, phần cao su thì tuyệt vời. Cao su chưa có dấu hiệu gì lão hóa, vẫn còn rất là đều đẹp. Keo chỉ thì tuyệt vời rồi. Cánh cửa đây mọi người không khoan đục, không taxi dịch vụ gì nhá quý vị nhá. Rất là ok, một mẫu xe đăng ký là 7 chỗ ngồi. Vâng, rất là đẹp luôn ạ. Có cả màn hình đằng sau ghế luôn nhá. Vâng. Còn đây là ghế lái, nhìn từ phía bên phụ sang cực kỳ đẹp.
phần tắt đi cánh cửa bên này thì cũng thế, tương tự rất là ok luôn. Đấy, mọi người có thể nhìn ngoại quan cực kỳ đẹp, rất là ok. Gương kính thì tuyệt vời, tay nắm số thì cũng đã mòn theo thời gian rồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào trong cái khoang lái để xem như thế nào nhé. Thưa quý vị các bạn, đây chính là khoang lái của chiếc xe. Bây giờ thì tôi sẽ mở chìa khóa để cho mọi người xem cái bên trong như thế nào. Nội ngoại quan thì cũng rất là đẹp, rộng rãi, khoang lái thì tuyệt vời, rất phù hợp người lái cái tư thế thoải mái luôn ạ. Vâng, đây mọi người có thể nhìn chiếc xe đã đi được 17 vạn cây rồi. Các cái đồng hồ báo thì hiển thị rất là rõ ràng. Vâng, còn đồng hồ bây giờ thì là để ở đây, điều hòa auto chỉnh điện nhé quý vị nhé. Còn cầm nắm số thì cũng mòn theo thời gian rồi, tay nắm số rất là nhẹ nhàng luôn. Vâng. Và chiếc xe này thì phanh tay thì là sẽ đạp chân nhé quý vị nhé. Ngoại quan ok luôn. Vâng. Tất cả các phím bấm rất là ok, ngoại quan tuyệt vời, đèn vẫn còn rất là sáng. Vâng. Với một mẫu xe Kia Carens sản xuất năm 2010 thế này thì là đến thời điểm này như thế này là rất là ok. Và bây giờ thì tôi sẽ đi khởi động động cơ chiếc xe này để cho mọi người nghe cái tiếng động cơ, mọi người hay nghe kỹ nhé. Động cơ xem khởi động như thế nào. Động cơ xăng 1.6, động cơ khởi động rất nhẹ nhàng và vòng tua thì chỉ có là 1.000 một vòng trên một phút thôi ạ. Và rất là ok, động cơ êm luôn, chạy êm luôn, hiện nay là không nghe thấy tiếng gì luôn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi ra ngoài để xem thế nào nhé. Vâng, thưa quý vị các bạn, trước mắt quý vị các bạn là khoang động cơ của chiếc xe. Khoang động cơ được bố trí rất là gọn gàng, tất cả các chi tiết thì rất là sạch sẽ, máy móc cũng rất là ổn. Và đầu tiên thì tôi cứ đi giới thiệu lắp capo đó. Capo ở đây mọi người có thể nhìn các cái phần ốc ác ấy. Vâng, rất là đẹp, keo chỉ thì còn nguyên và đã được nẹp lốc rồi nhá, để cho đảm bảo trong cái tính mỹ quan của chiếc xe này. Đó là màu xanh nước biển kèm những cái chi tiết bọc nóc, phong cách thể thao rất là ok luôn ạ. Vâng, keo chỉ nói chung là phải đánh giá là hàng rất đẹp. Thế còn phần ốc của các cái tai đèn, những cái phần mà rất dễ vỡ khi mà đâm đụng va chạm thì mọi người có thể nhìn phần ốc rất là đẹp luôn, rất là đều và ốc còn nguyên luôn đấy, nghĩa là chiếc xe này chưa có đâm đụng va chạm gì cả, một chiếc xe rất là tuyệt vời. Và còn khoang động cơ đây, máy 1.6 mọi người có thể nghe tiếng thì cực kỳ êm luôn, cực kỳ êm ái. Và các con ốc chiếc xe này thì vẫn còn rất là đẹp luôn, chưa có dấu hiệu mở tháo gì cả. Đây mọi người có thể nhìn, ngoại quan thì tuyệt vời, ốc ác thì tuyệt vời luôn, máy móc thì nghe rất là êm. Và bây giờ ta đi đến phần gầm động cơ. Đây mọi người có thể nhìn, phần gầm thì khô ráo, sạch sẽ, không có dấu hiệu chảy dầu vã gì cả, máy rất là khô. Đấy, mọi người nhìn, cực kỳ đẹp luôn. Gầm bệ chắc chắn không mục mọt nhá. Vâng, tuyệt vời luôn. Cực kỳ chắc chắn không mục mọt. Vâng, rất là đẹp luôn. Vâng, vừa rồi thì Vũ Duy Auto đã giới thiệu quý vị các bạn mẫu xe Kia Carens sản xuất năm 2010, phiên bản máy xăng 1.5 số sàn. Và mẫu xe này hiện đang bán ở Vũ Duy Auto với giá là 258 triệu đồng. Vậy ai quan tâm đến mẫu xe này thì hãy liên hệ với Vũ Duy Auto qua số điện thoại Vũ Duy Auto 0869158926. Vũ Duy Auto rất hân hạnh được phục vụ quý vị các bạn. Cơ sở của Vũ Duy Auto ở km 11 Cống Trắng, Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng. Cơ sở 2 ở số 173 đường Hải Triều, Quán Toan, Hồng Bàng, Hải Phòng. Rất vui vì quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi và chia sẻ kênh để có được những cái mẫu xe ưng ý nhất với mình. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những video lần sau. Chúc quý vị các bạn có một ngày làm việc vui vẻ.